Xin chào tất cả các bạn. Khi lựa chọn đi du học thì tại Singapore thì chuyên ngành du lịch khách sạn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của tất cả các bạn sinh viên. Và trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương cũng xin giới thiệu đến các bạn một trường tại đất nước Singapore chuyên đào tạo về chuyên ngành du lịch khách sạn, đó là trường SHRM. Trường SHRM là trường hàng đầu của Singapore dạy chuyên sâu về lĩnh vực quản trị du lịch khách sạn với phương pháp giảng dạy mới nhất theo chương trình học của Thụy Sĩ với 60% lý thuyết và 40% thực hành ngay tại trường, với tổng cộng là 39 môn học bao gồm toàn bộ kiến thức đầy đủ trong ngành du lịch và khách sạn. Trường SHRM đảm bảo 6 tháng thực tập hưởng lương từ 800 đô la Singapore tới 1.500 đô la Singapore một tháng tùy thuộc vào năng lực của học sinh tại các khách sạn nhà hàng 5 sao tại Singapore. Vào năm 2015 thì SHRM vinh dự đạt được những danh hiệu cao quý về chất lượng giáo dục như chứng nhận về tiêu chuẩn giáo dục EduTrade 4 năm. Du học Singapore tại trường SHRM còn có các buổi cố vấn từ chuyên gia hàng đầu của ngành du lịch khách sạn trực tiếp giảng dạy. Trường SHRM đào tạo các kỹ năng về quản lý kinh doanh cơ bản. Trường có cơ sở vật chất với các trang thiết bị đầy đủ, hiện đại theo tiêu chuẩn của trường chuyên đào tạo ngành du lịch khách sạn, phục vụ cho việc học lý thuyết và thực hành ngay tại trường, ví dụ như là phòng học, phòng vi tính, thư viện, phòng khách sạn, thực hành, hai khu bếp nóng và lạnh và nhà hàng thực hành, v.v. Mỗi sinh viên khi học tại trường SHRM sẽ được trang bị iPad mini với phần mềm học tập như là iBook, v.v. để hạn chế việc mang sách vở đến trường. Trường SHRM liên kết đào tạo cử nhân danh dự về quản lý du lịch khách sạn quốc tế của trường đại học Wolverhampton của Anh Quốc. Du học Singapore tại trường SHRM liên kết năm cuối 9 tháng chương trình đại học cử nhân danh dự ngành quản lý du lịch khách sạn tại đại học Wolverhampton. Sinh viên sẽ học tại Singapore với mức chi phí thấp hơn và thời gian học ngắn hơn. Giảng viên của trường sẽ đến từ trường đại học Wolverhampton Anh Quốc. Và trường thì không có kỳ thi nào cho khóa học này và sinh viên sẽ làm đồ án thực hành. Trường SHRM sẽ hỗ trợ để giúp sinh viên tìm kiếm được cơ hội thực tập và việc làm, bố trí các buổi phỏng vấn giữa sinh viên và các đối tác làm việc với nhà trường, ví dụ như là các khách sạn, nhà hàng, sân bay, khu nghỉ mát. Sau khi sinh viên hoàn thành chương trình học cao đẳng nâng cao quản lý du lịch khách sạn 18 tháng hoặc hoàn thành chương trình cử nhân tại trường, sinh viên sẽ có cơ hội gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm của các chuyên gia trong ngành du lịch khách sạn. Sinh viên sẽ được các chuyên gia trong ngành do trường mời đến hàng tuần để tư vấn và đánh giá các buổi thực hành thực tế của sinh viên. Và các tiết thực hành kỹ năng nhà hàng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại khu vực bếp và nhà hàng riêng của trường nằm ngay trong khu học xá. Và mỗi sinh viên tại trường sẽ được sắp xếp với một thầy quản nhiệm là người tư vấn hỗ trợ cho sinh viên trong suốt quá trình học và sinh sống tại đất nước Singapore. Hội sinh viên của trường sẽ thường xuyên tạo các sân chơi cũng như chương trình tham quan khám phá tại Singapore một lần một tháng, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên phát huy được kỹ năng sống cũng như là kết bạn với nhau. Và để tìm hiểu thêm thủ tục nhập học cũng như là giấy tờ cần thiết đi du học Singapore tại trường SHRM thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương theo địa chỉ sau. Địa chỉ ở quận Nhất là mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại là 0838484879. Tại địa chỉ quận 5 là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại là 0838382080. Và tại Nha Trang thì các bạn hãy tới số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.